Thuyền rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tin sáng trên kênh FBC ngày 2 tháng 9. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị các thông tin chính như sau. Đến giữa tháng 8 năm 2017, Việt Nam chi hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ để nhập dược phẩm. Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế cồn sinh học để giảm giá xăng ở năm. Thiên tai gây thiệt hại 4.600 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2017. Thực vị mỗi năm Việt Nam phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thuốc tây phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh trong nước. Cập nhật của Tổng cục Hải quan tính đến giữa tháng 8 năm 2017, cả nước đã phải chi hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu dược phẩm, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu dược phẩm của Việt Nam là Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Italia, Anh, Bỉ, Đức, Hoa Kỳ. Trong đó Đức là thị trường nhập khẩu dược phẩm lớn nhất của Việt Nam thời gian qua với kim ngạch đạt hơn 187 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Pháp 180 triệu đô la Mỹ, Ấn Độ là hơn 164 triệu đô la Mỹ. Thực vị Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về thuế nhập khẩu cồn sinh học E100 đang dùng để phối trộn xăng sinh học E5 nhằm mục tiêu kéo giảm giá xăng sinh học khi loại xăng này thay thế hoàn toàn xăng R92 vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 tới. Cồn sinh học E100 dùng để phối trộn xăng sinh học E5 và E10, với tỷ lệ phối trộn lần lượt là 5% và 10%. Hiện nay, việc cung cấp E100 để phối trộn xăng sinh học E5 chủ yếu từ hai nhà máy nhiên liệu sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm. Nhưng thực tế, hai nhà máy này chỉ chạy 30% công suất, còn hai nhà máy sản xuất ethanol tại Dung Quốc và Bình Phước đều đang dừng hoạt động. Nếu áp dụng việc nhập khẩu cồn sinh học E100 để đáp ứng nhu cầu sản xuất xăng trong nước, thì dự kiến nguồn nhập chủ yếu sẽ từ Mỹ hoặc Brazil, với mức thuế nhập khẩu là 20%. Thuế nhập khẩu cao sẽ khiến giá xăng tăng, làm ảnh hưởng đến chính sách chuyển đổi từ xăng RON92 sang xăng RON E5 từ đầu năm 2018. Do đó, Bộ Tài chính muốn giảm mức thuế nhập khẩu đối với E100 từ 20% xuống 17%. Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức thuế suất này cộng thêm với mức thuế bảo vệ môi trường V5, E10 có thể được giảm từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 thì giá xăng E5 sẽ thấp hơn giá xăng R95 từ 1.300 đồng đến 1.500 đồng một lít. Chính phủ vừa thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để trình Quốc hội xem xét quyết định. Đáng chú ý tại dự thảo này thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp bổ nhiệm chức vụ trưởng đặc khu kinh tế và trưởng đặc khu kinh tế sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của các thủ tướng của Bộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cũng theo nội dung dự thảo, đặc khu hành chính kinh tế sẽ không tổ chức Hội đồng Nhân dân, mà bổ sung quy định cơ chế giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đối với trưởng đặc khu. Chính phủ giao các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện các quy định tại dự thảo luật liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước được phân công. Hiện chính phủ đang xem xét thành lập 3 đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Bắc Vân Phong, Cánh Hòa và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mỗi đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng vốn có nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước. Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép các ngân hàng thương mại được kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino. Theo quy định mới về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino vừa được ngân hàng nhà nước ban hành, doanh nghiệp kinh doanh casino cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được phép chơi tại địa điểm kinh doanh casino. Ngân hàng nhà nước cũng cho phép các ngân hàng thương mại tại Việt Nam được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối liên quan đến hoạt động kinh doanh casino. Trước đó, chính phủ cũng đã cho phép thí điểm cho người Việt Nam được chơi casino tại các dự án dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino. Bên cạnh nhóm đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài. Thời gian thực thi thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm. Sau 3 năm, chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và có quyết định có tiếp tục hay không. Trong chương mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 4.600 tỷ đồng. Đây là tổng thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017. Tính chung cả 8 tháng năm 2017 thì thiên tai đã làm 140 người chết mất tích, hơn 29.000 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ, thiệt hại lên đến 4.600 tỷ đồng. tuy con số thiệt hại giảm so với cùng kỳ năm 2016 do công tác dự báo hiệu quả hơn, nhưng việc thiên tai liên tục xảy ra một lần nữa đã cảnh báo mỗi người dân về ý thức bảo vệ môi trường và sự tác động ngày một rõ nét của biến đổi khí hậu. còn riêng trong tháng 8 năm 2017, thiên tai đã làm 63 người thiệt mạng, mất tích, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng nặng tổng thiệt hại khoảng 1.800 tỷ đồng. Riêng mưa lũ xảy ra các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm cho 52 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 1.400 tỷ đồng. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. 7 tháng đầu năm 2017, doanh số bán nhà ở Singapore tăng 50% so với cùng kỳ. Không quân Mỹ đánh chặn thành công đường sơ tàn của AS.